could be us. So back to what I was saying. Could be us. Mối tình đầu 22 năm giấu kín của Trương Bá Chi. Sau 22 năm giấu kín, bạn trai mối tình đầu của Trương Bá Chi được hé lộ là Chu Vĩnh Đường. Tạ Đình Phong tái hợp với Vương Phi thu hút rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Chuyện tình Tạ Đình Phong, Vương Phi và Trương Bá Chi từ lâu tốn không ít giấy mực của báo chí. Khi tái hợp với Vương Phi, Tạ Đình Phong nói đã có tình cảm với Vương Phi trong suốt 10 năm. Mặc dù câu nói chứng minh tình yêu với Vương Phi, nhưng khó chấp nhận đối với Trương Bá Chi khi người đàn ông bên cạnh hơn một thập kỷ lại dường như không có chút tình cảm nào. Theo Sohu, mối tình đầu của Trương Bá Chi là Chu Vĩnh Đường, bạn trai cô chưa hề công bố danh tính suốt 22 năm qua. Ở thời điểm đó, Chu Vĩnh Đường thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Tạ Đình Phong. Trên mạng vẫn còn lưu lại những bức ảnh của Chu Vĩnh Đường khi còn trẻ, với khuôn mặt điển trai, tuấn tú với mái tóc dài. Anh rất phong độ và là nam thần trong mộng của nhiều cô gái. Chu Vĩnh Đường là người tình đầu tiên của Trương Bá Chi khi cô bước chân vào làng giải trí. Chu Vĩnh Đường có anh trai Chu Vĩnh Long quản lý của hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng Hồng Kông lúc bấy giờ. Vì mến mộ nhan sắc của Trương Bá Chi, tiểu thiếu gia đã nhờ anh trai đưa cô về công ty của gia đình. Khi đó Trương Bá Chi mới 17 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp và nhiều hoài bão. Dưới trướng quản lý của Chu Vĩnh Long, sự nghiệp của Trương Bá Chi lên nhanh với hình ảnh ngây thơ, trong sáng và làm việc rất chăm chỉ. Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, cô rời khỏi công ty của Chu Vĩnh Long khiến nhiều người bất ngờ. Ngày nay, khi nhắc tới Trương Bá Chi người ta vẫn thấy một vị trí nhất định trong làng giải trí, nhưng Chu Vĩnh Tường và Chu Vĩnh Long gần như không còn tin tức.